này quay sơ cho anh em thêm xem tham khảo cái con máy ủi, dừa ủi ha. À, ủi nè. Rồi xúc phân bỏ lên thùng và rải phân. Đó. Con này thì nó là xúc 3 can 1350. Đó, con này là động cơ Isuzu 3 máy 3KR1 36 ngựa ha, chạy toàn bộ bằng thủy lực. À, con này thì anh em có thể gắn được cái máy gì cái bộ cắt cỏ, xay cỏ đằng trước luôn nha anh chị nha. Đó. Thì cái dàn phần trước thì em thấy nó cũng được em giữ lại thôi. Còn anh chị thích sơn thì em sơn luôn cho. Xích con này mới 99%. Đó, ga lê bánh răng rất đẹp. Đó, phần sau thì em sơn lại rồi ha. Đó, sơn lại rồi. Đó, còn cái bộ xúc này rất là mạnh ha. Đó, xúc một phát là cát là nó xúc được luôn. Đó, đừng nói là phân ha. Đó, cát là xúc lên ào ào luôn. Rất là mạnh, xúc bỏ lên thùng. Hôm nay là quạt ra này, rải phân này. Đó, thì hôm nay em quay sơ đó, anh em nào quan tâm thì em chưa hoàn chỉnh xong đó. Chắc này còn khoảng dài ba giai đoạn nữa là xong rồi. Bữa nào em sẽ lên video chi tiết hơn. Anh em nào quan tâm thì có thể đặt hàng luôn ha. Rồi, chào anh em. Anh em nào quan tâm những mặt hàng thì nhớ đón xem video và theo dõi những video mới. Chào anh em.